Ai tìm ra viên đạn trong 100.000 viên kẹo này sẽ được thưởng 10.000 đô. Người chơi bắt đầu dùng miệng cắn, nếu cắn vỡ thì là kẹo, còn không thì là viên đạn. Nhưng sau nửa giờ, vẫn không có tiến triển gì cả. Ban tổ chức cho họ dùng súng đồ chơi để bắn vào các cốc nhựa. Người bắn được nhiều cốc sẽ chiến thắng. Robert bắn đầu tiên và phá vỡ được 9 cốc nước. Còn bắn tiếp theo và phá được 7 cốc nước. Nems bắn được 11 cốc nước và giành chiến thắng. Nems sau đó được phép tìm kiếm một mình trong 10 phút, nhưng anh vẫn không tìm thấy viên đạn. Trong thử thách thứ hai, họ được yêu cầu sắp xếp viên đạn vào súng đồ chơi. Robert hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên và nhận được gợi ý là viên có nặng, trong khi viên đạn rất nhẹ và có thể bị thổi bay. Mặc dù có gợi ý nhưng vẫn không thể tìm ra. Thử thách thứ ba, họ phải cho viên kẹo vào cốc mà không được nhìn. Vôn giành chiến thắng với số lượng viên kẹo nhiều nhất và nhận được một cái kính lúp. Tuy nhiên anh vẫn không tìm được viên đạn. Thử thách thứ tư là họ phải phá pháo bóng. Người đầu tiên phá hết sẽ giành chiến thắng và nhận được đèn pin, vì viên đạn sẽ phát sáng dưới đèn pin. Nên phá hết bóng nhanh nhất và được sử dụng đèn pin trong 5 phút, cuối cùng đã tìm thấy viên đạn sau 4 giờ tìm kiếm, nên giành chiến thắng và nhận được 10.000 đô. Vậy có cách nào để tìm ra viên đạn nhanh hơn không?